Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng địa hình leo núi của thương hiệu Meda HFS. Vâng, đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng và đã về rất nhiều tại cửa hàng em. Nhưng mà hôm nay là một chiếc địa hình các bác nhé. Sử dụng nguyên bộ group của Shimano, có giảm sóc hơi. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và đây là hình thức bên ngoài. Chiếc xe có màu đỏ đen. Đây là những vết bụi có thể lau đi đây. Vâng, em đánh giá hình thức chiếc xe trên 85%. Màu đỏ đen là một màu rất nam tính, phù hợp các bác. Rất nhiều bác đã mua những chiếc xe, hỏi em về những chiếc xe địa hình màu đỏ đen. Đây là một chiếc. Một chiếc xe mang thương hiệu Merida, dòng leo núi HFS các bác nhé. Hình thức cọc yên và yên này. Yên còn rất là mới các bác nhé. Yên rất là mới này. Đây là một dòng xe địa hình giá rẻ ở tại cửa hàng em. Có giảm sóc hơi. Đây là giảm sóc hơi của xe. Giảm sóc hơi, đây là cái chỗ bơm hơi và xả hơi ra đây. Vâng. Xe được sử dụng tay bấm xả của Shimano Alivio. Bên này là bên lip 9 tầng. Bên đĩa 3 tầng cũng của Shimano Alivio. Bộ phanh dầu thủy lực của Shimano luôn. Nguyên bản theo xe. Đây hình thức sóc. Đùi đĩa trục rỗng các bác nhé. Đùi đĩa trục rỗng của Shimano DR. Vâng, người dùng trước đã nâng cấp lên đùi đĩa DR rất là cao cấp. Đùi đĩa 3 tầng. Bộ lip của chính hãng của Shimano. Lip và xích còn khá là mới các bác nhé. Củ đề của Shimano DR. Hình thức lốp. Như các bác thấy đây, hình thức lốp thì còn khá là mới. Khá là mới các bác nhé. Thông số là 27,5. Vâng, đây là một chiếc xe có lốp có vành 27,5. Giờ sẽ đo size của xe. Vâng, và xe có chiều size đứng là 46. Của các bác từ 1m6 đến 1m72, 1m73. Vì đây là lốp 27,5 các bác nhé. Khóa yên nhôm. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Vâng, lên lip. Vâng, chuyển động rất tốt các bác nhé. Sử dụng bộ xích lip của Shimano. Vâng, xuống lip. Bộ đùi đĩa 3 tầng của Shimano DR.
thục rỗng xuống đĩa, lên đĩa, chuyển động rất tốt các bác nhé. Gạt đĩa ở Shimano DOD, gạt đĩa của Alivio, nguyên bộ chuyển động của Shimano Alivio và được nâng cấp lên đùi đĩa trục rỗng của DOD. Vâng, và vừa review xong chiếc xe Meda HFS, một dòng địa hình đổi đồi leo núi đã được trang bị sóc hơi, vâng, và nguyên bộ group của Shimano Alivio và được nâng cấp lên đùi đĩa trục rỗng của DOD. Chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 6.800.000, miễn phí ship toàn quốc và 1 năm. Các bạn quan tâm anh nhắn tin Zalo 0975709993 để xem những hình ảnh chi tiết về chiếc xe. Và lên kênh YouTube Thuyền Kiên Xe Đạp, nhấn theo dõi kênh và nhấn vào chiếc chuông để xem những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp về tại cửa hàng em. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, bác có thể thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên... Và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936050424 và nhấn đăng ký theo các kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.